Để rửa xe nhanh và sạch như ngoài tiệm, bạn cần một bộ dụng cụ rửa xe chuyên dùng. Vậy bộ dụng cụ rửa xe tại Lâm Đồng bao gồm những gì và công dụng của nó? Các bạn hãy cùng Tahiko tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Chúng ta đều biết để vệ sinh phương tiện đi lại, thì vành xe là một trong những bộ phận khó làm sạch nhất. Và đương nhiên là việc dùng nước xịt rửa thông thường với khăn lau không thể nào giải quyết triệt để được vết bám ở khe kẽ. Do đó, sử dụng bộ dụng cụ rửa xe là một phụ kiện không thể thiếu của mỗi cửa hàng rửa xe. Chúng luồn lách, làm sạch mà không gây ra vết chầy xước nào. Phụ kiện tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức cho người làm. Để nâng cao hiệu quả làm sạch cũng như dễ dàng cọ rửa tới các ngóc ngách xe, bạn cần trang bị cho mình một bộ dụng cụ rửa xe bao gồm bàn chải làm sạch đa năng, được thiết kế công thái học giúp làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn thật dễ dàng. Khăn đất sét, khăn lau vỏ hai mặt cao cấp là sự kết hợp độc đáo giữa khăn sợi nhỏ với đất sét, nâng cao trải nghiệm vận hành, làm sạch xe hiệu quả hơn. Chổi cọ rửa khoang máy giúp chúng ta dễ dàng luồm lách, cọ rửa toàn diện khoang máy và la răng mà không gây chảy xước. Thùng rác gấp gọn để trên ô tô, dùng được đồ cốp sau ô tô, làm thùng rác, đi picnic, có nhiều tính, năng rất tiện dụng, không còn lo chất bẩn chảy ra nỉ xe. Lưới lọc lắng cát dùng cho xô rửa xe, giúp khăn rửa không dính cát làm sức sơn, giúp loại bỏ bụi bẩn ra khỏi phớt mút đánh bóng. Tấm lót sàn dạng lưới tản nhiệt tăng cường cao, giúp cho sàn rửa xe hoặc không gian làm việc của bạn có màu sắc hơn. Bên cạnh đó, dụng cụ này lắp đặt nhanh chóng và với chi phí thấp. Găng tay rửa xe nhung sợi, sử dụng để rửa hầu hết bộ phận của xe. Tahiko là một trong những đơn vị uy tín trên thị trường hiện nay cung cấp các bộ dụng cụ rửa xe, mang lại sự lựa chọn dành cho khách hàng. Công ty chuyên cung cấp các bộ dụng cụ rửa xe chất lượng cao, đa dạng dòng sản phẩm, giúp bạn có được sản phẩm tốt nhất và mang lại hiệu quả cao cho công việc cũng như sản xuất kinh doanh. Không khó để tìm mua dụng cụ rửa xe tại Lâm Đồng, nhưng với tình trạng thật giả lẫn lộn như hiện nay thì khách hàng trở nên rất lo ngại vì có thể chọn phải sản phẩm kém chất lượng. Mua hàng của những đơn vị uy tín, không mua hàng trôi nổi trên thị trường. Chọn mua hàng có nguồn gốc xuất xứ, tham khảo giá cả thị trường trước khi mua, nhờ những người có chuyên môn đi cùng để mua, trực tiếp đến nơi cửa hàng mua và kiểm tra. Hy vọng với một số thông tin chúng tôi chia sẻ trên giúp cho các quý khách hàng có thể lựa chọn được dụng cụ rửa xe tại Lâm Đồng được như ý, đáp ứng được nhu cầu sử dụng, giá thành tốt và độ bền cao.